Phải để test mặt hoa thì em thấy mặt hoa thật sự vừa rồi thì có đã test nhìn những cái hoa gió là em thấy rất là đẹp rồi, cho nên là bắt đầu nhân giống. Và hôm nay thì em để cái cây mai này cho nó ra thì nhìn thấy là rất là tuyệt vời luôn, cho nên là cái giống mai này sẽ được chọn lọc đưa vào vườn mai của chú Trà Bông ha. Bởi vì vườn mai bên em thì luôn chọn lọc những giống mai này dễ chăm nè, hoa đẹp nè, dễ xử lý hoa cả nhà. Rồi xin mời cả nhà hãy cùng xem cây giống nha cả nhà. Rồi đây cả nhà, thì em vừa giới thiệu với chúng ta đó chính là cái mặt hoa của cái giảo nữ hoàng ha. Một cái form hoa rất là tuyệt vời, mùi hoa rất là thơm luôn, và cây thì rất là dễ chăm. Thì bên em có một số cây giống như thế này nha cả nhà. Thực ra thì em không có cây lớn nha, cây nhỏ, em nói cây nhỏ nha, không có lớn nha cả nhà. Đây cây như thế này, nhìn trong điện thoại lúc nào nó cũng sẽ sống động hơn ở bên ngoài, cho nên cả nhà lưu ý cái phần minh họa của em nha. Đây chiều cao nè, một ngón tay của em nha ha. Có cây thì cao hơn chút nhưng mà điều cạnh nhánh nè nó thùm lùm như vậy nè, lá thì rất là tốt luôn nha. Lô này rễ thì xử lý đủ kiểu nha cả nhà, củ nở nè, rễ thú nè, nói chung nó tùm lum kiểu hết á cả nhà. Đó, đây thì về chúng ta cũng lấy được một ít bo để nhân giống ha. Đó, đây rễ nè cả nhà nhìn ha. Rồi lô nè giảo nữ hoàng này em bán với giá là 100.000 một cây, 3 cây bên em bao ship và 10 cây bên em sẽ tặng một nha. Nếu mà ai thích giống giảo nữ hoàng thì xin hãy alo trong vườn mai của nhà em nha cả nhà. Nếu thích xin hãy cho em một like và bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh của em nha. Đó đây cả nhà nhìn thấy ha, đây chính là giảo nữ hoàng. Thì hổm ngày vắng bóng một ít rồi, thời gian rồi em không có hàng, hôm nay em có lại một ít thôi. Nếu mà ai thích thì hãy nhanh tay nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi ạ.